Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì buổi tiếp Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh Susan Bern nhân dịp đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố thời gian qua cùng một số lĩnh vực mà hiện nay mà Đà Nẵng đang tập trung thu hút đầu tư gồm công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cảng biển v.v. Thành phố Đà Nẵng xác định Hoa Kỳ là thị trường trọng điểm và mong muốn các nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm nghiên cứu đầu tư trong các lĩnh vực này. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố. Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh Susan Bern đánh giá cao những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Hoa Kỳ trên các lĩnh vực như giáo dục, y tế, đồng thời cho rằng với xu thế hợp tác giữa hai bên về các ngành lĩnh vực mới hiện nay, thành phố Đà Nẵng cần tăng cường chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó nhất là về công nghệ chip bán dẫn, năng lượng tái tạo để góp phần thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn giữa hai bên trong thời gian đến.